Thường nắm phương điện là cái phong này bằng thi, vì thầy vì cô thi cuối học kỳ 1 năm thứ 2 thành mình nghỉ, nhưng thứ 7 thì tuần điện mình học, thứ 5 tuần sau cũng bằng thi nữa. Thì thứ 7 tuần sau mình học, như vậy tuần điện và tuần sau nữa mình chỉ đi học ngày thứ 7 thôi, còn thứ 5 là bằng thi, rồi sau đó mình tiếp tục lại như thường. Như vậy là có lẽ là có thể gần xong trường bộ rồi chúng tôi đi vào tương bộ trước, rồi chúng tôi sẽ trình bày chi tiết hơn cho quý vị. Ở tương bộ là có nhiều điểm rất là đại thừa, gặp gỡ rất là gần, thì chúng tôi sẽ trình bày và nối kết. Hôm nay chúng tôi muốn trình bày một kinh. Như quý vị biết đó, cái vũ trụ, cái thế giới mà ta đang thấy đây á, qua cả cái giác quan của mình và qua tư duy phụ ngã của mình á, thì là một cái vũ trụ không phải là vũ trụ thật của chính nó. Nói khác đi là cái thế giới mà mình đang thấy đấy là rất nghèo nàn, chỉ phần nhỏ của vũ trụ thật. Thế giới thật không phải như những cái gì chúng ta đang thấy, đang nghe, đang biết, đang xúc chạm, không phải như thế. Như quý vị cũng đã biết á, trước đây á, mình tưởng rằng người xưa có thời kỳ người ta tưởng rằng chỉ có quả đất, mà đến nỗi người ta tưởng quả đất vuông như cái hộp nữa. Rồi sau đó rồi người ta phát hiện lần lần ra chỉ có đất, mặt trăng và mặt trời vì một cái khoảng không gian trên đầu mình thôi. Nhưng thực sự ra là không phải chỉ có một thái dương hệ, trong thái dương hệ có 9 hành tinh mà mình không thấy nữa, khoa học phát hiện lần lần. Rồi thực sự theo lời Phật dạy là có đến trong cái cõi ta bà của Đức Thích Ca thôi, chưa nói các cảnh giới khác, thì đã có đến 1 tỷ thái dương hệ, 1 tỷ mặt trời, gọi là 3 lần 1.000 nhân với nhau gọi là tam thiên đại thiên thế giới đó. 3 lần 1.000 gọi là 1 tỷ thái dương hệ, 1 tỷ mặt trời, 1 tỷ mặt trăng, 1 tỷ cõi người, 1 tỷ cái cõi địa ngục, 1 tỷ cõi cõi trời. Cả cõi trời đó là theo cái nhìn của Đức Phật được tiếp tập lại trong kinh, thì là còn vô số nữa. Trước đây khoa học cũng phát triển lần lần rồi mới thấy được cái thiên hà mà thôi, nhưng bây giờ khám phá ra có vô số thiên hà nè. Trước đây họ chỉ có sự sống trên trái đất mà thôi, bây giờ bắt đầu men lần lần đã thấy có nhiều cảnh giới khác có sự sống nữa, là vẫn nằm trong một cái mà gọi là trong cái điều kiện phát minh từ tư duy và từ cảm xúc, tư duy hữu ngã con người và cảm xúc con người để sáng chế ra những máy móc mà mình gọi là một cái hệ thống khoa học đó, thì cái thế giới đó vẫn còn nghèo lắm so với vũ trụ thật, nó còn mênh mông lắm. Nhưng mà con người mình có một cái chấp là chỉ có thể chấp nhận cái gì, như cái gì gọi là hiện hữu, khi nào mình có thể cảm xúc được qua các giác quan hay là tư duy được, nghĩa là phải cảm nghiệm được thì mới gọi là hiện hữu, còn không cảm nghiệm được gọi là không hiện hữu. Nhưng thực tế có phải như vậy? Có những cái không thấy mà hiện hữu, gió vẫn có đó, nhưng mà gió thì có cảm xúc, có những cái tình cảm có rất hiện hữu đến nỗi thiếu nó là không sống nổi, nhưng không có cảm xúc nào cảm xúc được. Vì vậy đó là chưa nói còn vô số thế giới nữa, còn bao vô số cái vũ trụ mở ra vô số cái phương hướng nữa, thì không phải là cái gì mình cảm xúc được mới gọi là có mặt và hiện hữu, còn không có là mình phủ nhận, không cảm xúc được là mình nói không có, không phải. Ví dụ như đối với cung dung á, cung dung là chỉ có cái thế giới của nó là thế giới của xúc chạm, là chỉ bò thôi, chỉ có giác quan mà thôi. Thì đối với nó vũ trụ gì hiện hữu trong cái phần giác quan nó cảm xúc được thôi, rất nghèo nàn đối với nó dí được về nó về cái thế giới vũ trụ bên ngoài. Đối với loài cá nó chỉ biết những cái gì kinh nghiệm trong thế giới của nước mà không thể nói được cái thế giới ngoài nước được, trong khi đó bên ngoài vẫn hiện hữu, nó không cảm xúc được nhưng mà thế giới vẫn hiện hữu. Đối với cái loài cá có cái cấu tạo khúc mắt, nó bị giới hạn khúc mắt, nó thấy được 2 chiều không gian thôi, cũng dung chỉ một gần như 1 chiều rồi bò xúc rồi thôi, còn cái loài cá 2 chiều không gian thì cũng mắt thấy 2 chiều, cho nên cứ đi nghiêng, con cá này là cứ đi nghiêng, không bao giờ có quan niệm được thẳng, có khái niệm được thẳng. Nó bị giới hạn, chúng sanh nó bị giới hạn cái gì họ đang có, mình cũng vậy, có người bị giới hạn những cái gì mà đang có. Thế giới của loài người, cái vũ trụ mình đón nhận là gì, là một cái thế giới của màu sắc và
và hình tướng, đó là có hai con mắt. Hai con mắt cậu vào theo cái nhãn cầu này, nhãn cầu lôi. Và cái chiếc thủy diệt này mà như cứ một lần trình bày đó, nếu mà thay đổi thủy diệt này, thay đổi cái cầu nhãn cầu lôi này thành nhãn cầu lọ mấy cái lăng kính này, kính bát giác vân vân, vũ trụ nó là hiện rất khác nữa, màu sắc hình tượng hiện rất khác nữa, và từ đó nó đẻ ra những khái niệm khác nữa, tư duy nó theo đó nó còn khái niệm khác nữa về thế giới. Và cũng mắc mà cũng mắc mình giới hạn còn thấy xa nữa, thì nếu như cũng mắc là một cái kính viễn, vùng kính rất xa, thì từ mình không cần khoa học mà cũng mắc chỉnh nó đẻ ra khoa học rồi, là thấy được các vũ trụ, không phải qua làm toán làm nội gì và phải tốn kém bao nhiêu tiền để mà chế ra các cái máy móc đó. Không phải cần à, quý vị thấy. Rồi còn vì cái thế giới thứ hai là thế giới âm thanh, cái màng nhì âm thanh là giới hạn cái màng nhì, mà vì có lỗ tai cho nên có thể âm thanh. Rồi cả chúng sinh không có lỗ tai, không bao giờ có khái niệm thế giới âm thanh, trong khi thế giới âm thanh vẫn hiện hữu, họ không cảm nhận được, nhưng phải vì vậy mà không hiện hữu. Bây giờ cái lỗ tai của mình, cái màng nhì, nó chỉ đón nhận được cái âm sắc từ một cái cường độ nào đó, nhỏ nào đó đến mức độ còn nhỏ nữa không đón nhận được, nó tưởng như cả cái âm thanh đó không hiện hữu, thật ra nó hiện hữu. Còn những cái âm thanh rất lớn mà mình nhị cũng không đón nhận được nữa, thì vì không phải vì không đón nhận được mà nói là không hiện hữu, nó vẫn hiện hữu. Thành cái thế giới âm thanh vẫn giới hạn có cái mình nhị của mình mà thôi. Cái gì mình nhị có thể đón nhận được, nó cho mình biết thôi. Vì thế giới cái, nếu như mình có lỗ mũi, quý vị biết là có thể không có lỗ mũi, có thể thở bằng miệng và vẫn sống được, thì thế giới của mùi hương không bao giờ có, không hiện hữu, đối với người là hoàn toàn không hiện hữu, nhưng thực sự nó vẫn hiện hữu. Nếu như có lụa mù thì không bao giờ có khái niệm mùi hương và đón nhận một cái thế giới rất phong phú với một mùi hương. Nếu như có cái lưỡi thì thế giới vị là không có, vị giác không có, các cái vị không có, không bao giờ người ta bàn được mấy cái chuyện thức ăn ngon rồi chứ nữa, không bao giờ, và mọi chuyện nó khác đi. Còn nếu thế, nếu như cái da mình không có cái cảm xúc, không có cái quang năng cảm xúc ấy, thì thế giới cái xúc cũng có, thì tất cả đối với mình nhúng vậy mà lùa vậy mà vải vậy mà đá vậy mà gỗ vậy giống nhau à, không có cái mềm êm dịu hay là cái cứng rắn nữa, chứ không có ý niệm, những ý niệm đó, những cái tư ngữ đó không có trong đó của mình nữa. Và cái thế giới như vậy thành giới hạn quá cái cảm giác, thành cái vũ trụ, cái thế giới nó thấy nó hư ảo, là mình gọi là điên đảo. Điên đảo là đảo ngược, làm đảo ngược hết cả. Quá mình, quá nội mê giác quán của mình là thế giới nó điên đảo, nó đảo lộn thì cả. Mà mình tưởng là cái thế giới mình thấy là thật, thật ra thế giới mình thấy là không thật, nó giới hạn. Khi mà mắt nhập lại là thôi, khép lại thế giới của âm, màu sắc và các hình tượng, khép lại. Không bao giờ mình có thể nói chuyện thuyết phục được một người mù từ khi sinh ra, nói về cái nhãn sắc, rồi về màu sắc, rồi là hơi chiều. Họ không bao giờ họ có khái niệm rõ ràng cả. Đó là tất cả những cái ý niệm đầu tiên trước khi mình đi vào cái kinh này. Cái kinh tôi sắp giới thiệu là bởi vì có vũ trụ có rất nhiều, mà các vị chứng ngộ đã thấy rằng có một cái thế giới nhân quả ngoài con người ra đấy, nó còn có nhiều cảnh giới nữa, cảnh giới hóa sinh của trời địa ngục vân vân. Nhưng mà nói ra người đời không tin, nói ra là nói ngoa, hoàn toàn không tin, nói là bởi vì nó bao giờ chúng tôi kinh nghiệm được thế giới từ xưa để lấy ngay nói đến chuyện đó làm sao thế giới nó có mặt được. Thì rất khổ cho những người chứng nghiệm được. Mà nói lại, không phải là vì không chứng nghiệm mà nó không có, là vì nó có thật à, mà cứ khăng khăng cố chấp thụ là cái mà mình thấy không á, cái chấp thụ cũng như quan niệm á, thấy rằng cái này, quan niệm này là đúng, đem lại hạnh phúc của người, rồi chấp thụ quan niệm đó, nhất định cái quan niệm đó là đúng thôi, còn mọi quan niệm khác là sai, là một loại chấp thụ của mình cả, mỗi người cả. À, cái đó là đạo Phật là giúp cho mình phá cái chấp thụ và ra cái thấy biết về giới hạn. Thì trong cái phẩm kinh này á, thì vì biết có một vấn đề lớn mà của nó liên hệ đến cái thái độ sống, cái nếp sống con người và cái đạo đức của con người, đó là vấn đề sự thật về nhân quả và nghiệp báo. Nếu như không có, đời sau không có, thì người ta sẽ sống tác tác mà sống thôi, hưởng thụ, bởi vì chết là hết, còn gì để mà sửa soạn mà lo lắng nữa, cuộc đời vô nghĩa, lo mà hưởng thụ gấp. Bởi sống thì hưởng thụ, còn không thì để làm gì? Không hưởng thụ thì uổng. Việc ác, việc thiện không có nhân quả nghiệp báo thì hơi đâu mà đi làm nghiệp thiện. Cứ lường gạt ai được nhiều chừng nào hay chừng đó việc đó mình được thì thôi, mình hạnh phúc một mình thích thú một mình thôi. Hạnh phúc hay không hạnh phúc chưa biết. Mà thì cái đó là nguy lắm, đạo đức nó nguy, bị đe dọa. Và vì vậy cho nên cái vấn đề không phải là cố vì đạo đức mà thiết lập ra nhân quả và nghiệp báo, mà chính vì sự thật của nhân quả nghiệp báo, mà nhờ sự thật đó để có người mà hướng tâm về cái nếp sống gọi là
là làm thiền để mà hướng về cái 10 cái thiền nghiệp á, các cái nghiệp thiền của thân khẩu ý. Và đây là một cái thao thức của các nhà đạo đức khi đi vào truyền bá giáo lý trong cuộc đời, để cho con người có thấy một sự thật nữa, mà sự thật đó là không phải là chỉ có kiếp sống này, sau kiếp sống này còn có những kiếp sống khác nữa, có cả cái loài hóa sanh vân vân, để mà tu tập, để mà thúc liệm cái thân tâm của mình. Thì cái này là một cái thao thức mà bên truyền thống của Tây Tạng các ngài Lạt Ma hay cố gắng, có lẽ là do nguyện lực của các ngài mà muốn chứng tỏ cho người đời thấy sự tái sinh có thật, cho nên cứ phát nguyện tái sinh hoài để chứng minh cụ thể cho người đời thấy đó là sự thật, là cái nỗ lực mà chứng minh. Tất nhiên là kinh điển còn nói nhân quả rất nhiều, cả truyền thống văn hóa Ấn Độ cũng vậy, mà của Phật giáo cũng vậy, nhưng con người không quan cố lắm, bởi vì nói cái chuyện xưa rồi, chuyện đó họ nói rồi thôi, bày rồi thôi, còn bây giờ mình có thấy gì đâu mà tin nhân quả, có gì đâu, cả cảnh giới kia cũng có đâu, mình có thấy gì đâu, không hề thấy gì cả, không bao giờ thấy nữa, thì làm sao mà tin có cả cái cảnh quậy chơi được, sao quậy chơi dục giới, thì quậy chơi sắc giới, vô sắc giới, không có. Thì đó là những cái khái niệm đầu tiên để đi vào cái kinh. Kinh này là cuộc đối thoại giữa một vị trí tuệ rất lớn, thần trí tuệ rất lớn, bác học và có cái tài diễn thuyết nữa, mà gọi là đi suốt, đi thâm, đi thấu vô lòng người. Đó là ngài Kumarakassapa, Kumala Ca Diếp đó. Ngài này không phải là Đại Ca Diếp, ngài này là cùng một trong những đệ tử giỏi của Đức Phật. Kumarakassapa, về ông vua tên là Payasi mà gọi là Tề Túc. Ông vua này đến hỏi, ông vua này có cái quan điểm là không có đời sau, không có các loài họ sinh, không có cái quả báo của thiện ác, không có nhân quả. Dù trước của ông này như thế, quan điểm của ông. Và ông khư khư, ông cố chứng minh là ông bảo thủ cái quan điểm của ông. Thì khi ông đến đối thoại với ngài Kumarakassapa thì ngài đó chỉ bằng kính này không có thể phơi bày sự thật nhân quả cho thấy được, bởi quá các giác quan thì chịu. Từ ra là ông cũng chỉ ngồi như ngài Kumarakassapa để thấy thôi. Thì ngài không có cách gì, nhưng cái cách của ngài là ngài đòi hỏi Payasi Tề Túc, vua Tề Túc đưa ra những chứng cứ lập luận mà ông chứng minh rằng là cái không có nhân quả. Đó là đưa ra những luận cứ là không có nhân quả, không có cái quả báo của thiện ác, không có các loài hóa sinh. Ông đưa cho rõ thì ngài chỉ một việc là ông đưa ra bao nhiêu luận cứ thì ngài bẻ gãy tất cả luận cứ đó, để cho cộng nhận tin rằng những cái luận cứ mà cho rằng không có đời sau, không có các loài hóa sinh là không định vững. Vậy thôi, không thể đi xa hơn được nữa. Và trong bài này, bản kinh này có hai điểm mà quý vị cần lưu ý. Điểm thứ nhất á, là khi mà sau khi mà thuyết phục được vua Tề Túc mà quy y theo lời ngài, làm đệ tử ngài, thì ông đó muốn tổ chức một lễ tế đàn để mà cầu phước. Thì nói khi ngài dạy cho con cái lễ tế đàn nào mà có phước đức, thì ngài mà dạy rằng cái tế đàn mà không sát sanh á thì mới có phước đức lớn, tế đàn sát sanh phước đức nhỏ. Lạc nữa quý vị đi vào kinh sẽ thấy, và tôi sẽ trình bày thêm. Thì như vậy qua cái phần này tôi không nói đến ăn chay, nhưng qua cái giới đàn sạch sanh của phước lớn đó, tuy nhiên là một cái giới đàn mà trùng tỷ cây hoa quả như là kiểu ăn chay đó, là cái truyền thống ăn chay rất đúng, cái truyền thống và đúng vì ý của Phật. Và ngay trong cái giới sạch sanh cũng hàm cái ý đó rồi, mình là người Phật tử cầu giải thoát mà ăn thịt chúng sinh thì vô lý lắm. Quý vị thấy rằng cái chuyện ăn chay qua đây để mình biết rằng cái ăn chay là trong cái ngư thị đã muốn nói mình ăn chay rồi, nhưng mà bởi vì cái sự nghiệp hóa đồ chúng sinh nó quan trọng quá đi, mà bây giờ đặt ra một vấn đề ăn chay nữa thì rất khó, bởi vì lúc đó chứ ai được đạo Phật là gì mà các ngài đệ tử ngài đi khất thực để mà hóa duyên để mà nói pháp cho người ta nghe, thì họ cho chi ăn này, cho nên họ cho bằng ăn bằng, cũng đặt vấn đề ăn chay rồi thôi, chứ còn thực sự ra là ăn chay vẫn tốt hơn. Bây giờ thì mình nên ăn chay. Bây giờ không phải làm cái chuyện đó nữa thì mình nên ăn chay. Thì ăn chay là tốt, thành truyền thống ăn chay vẫn có trong bản kinh này. Điểm thứ ba là nói đến bố thí. Thì sau này vua Tề Túc bố thí, nhưng mà bố thí cái cách không đúng, bố thí theo cái tà kiến đó, tất nhiên là bác tà đạo. Thì trong kinh này mà hướng dẫn cho vua Tề Túc bố thí theo bác chánh đạo, bố thí có phước đức lớn. Thì trong đó còn cái là mình phải tự mình bố thí, chứ đừng có sẵn tiền bạc và giao cho người ta đi cho phân phát cho rồi cho xong họ bạo lục đâu đó sẵn ở kho tiền vẹt ra đưa cho, đưa kiểu đó phước ít. Tự mình cho đó là phước đức nhiều, và cho không phải cho đồ thừa, cho áo cũ,
bởi thực ra là nhiều khi những cái chỗ nghèo quá ổ cụ cũng cần, nhưng cho nên cho cái áo tốt, bây giờ đừng cái đồ mình bỏ rồi mà cho thì phước ít. À, là hai, phải tác ý, tác ý vì cái tình thương của họ, vì họ khổ mình thương mà giúp, và từ cách cho đó và phải tác ý bố thí để trang nghiêm tâm á, thì là phước được hơn, chứ không phải bố thí để nổi tiếng. À, không phải là vì danh lời vòng lời duyệt mà bố thí để vì trang nghiêm tâm, để vì mà trừ lòng dục của mình thì phước đức lớn. Thì trong này cũng nói cái bố thí, và qua đây để quý vị suy nghĩ, để khi mà người ta nói rằng khi nào tay phải cho đừng cho tay trái biết, thì quý vị biết rằng không phải như vì vậy mà nó không tác ý đâu, nhưng mà nói như thế là đừng có khoe khoang, đừng có phô trương, chứ phải tác ý. Tác ý mới có nghiệp chứ, tác ý càng mạnh bố thí nhỏ với tác ý lớn cũng có phước lớn. Cái quan trọng của nghiệp là tác ý, cho nên bố thí muốn có phước đức nhiều cũng phải tác ý, tùy theo cái tấm lượng lớn mà phước đức lớn, chứ không phải là tùy theo vật cái vật cho. Cái này thì qua cái phần tiểu bộ kinh chúng tôi đã trình bày quý vị nói rất rõ, những quả nó rất chi tiết đến màu sắc, âm thanh, là bố thí những loại như thế nào phước đức thế nào, rồi bố thí hàng nào phước đức như thế nào nữa, thì cả đó có tiểu bộ kinh. Bây giờ xin thầy đọc cho kinh Tỳ Túc trang 217. Kinh Tề Túc. Như vậy tôi nghe một thời tôn giả Kumara Kassapa đang du hành trong nước Kosala cùng với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị, đi đến một đô thị của Kosala tên là Setajaya. Rồi tôn giả Kumara Kassapa trú về phía bắc thành này trong rừng Simsapa. Lúc bấy giờ vua Payasi Kề Túc cư trú tại Setaya, một chỗ dân cư đông đúc, cây cỏ áo nước lúa gạo vì nhiêu, một vương địa do vua Pesanadi nước Kosala cấp, một ân tử của vua, một tình ấp. Lúc bấy giờ vua Payasi khởi lên ác kiến, tà kiến như sau: không có đời sau, không có các loài hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. Các bà la môn và gia chủ Setaya được nghe sa môn Kumara Kassapa đệ tử sa môn Gotama đang du hành trong nước Kosala cùng với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị đã đến Setaya trú về phía bắc thành này trong rừng Simsapa. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây về tôn giả Kumara Kassapa được khởi lên. Tôn giả là bậc học rộng, tài cao diệu trí đa văn, lời nói thấu tâm, thiền xảo biện tài, bậc trưởng lão và bậc A-la-hán như vậy. Rồi các vị Bà-la-môn và gia chủ Setaya, từng đoàn, từng chúng, từng nhóm đi về hướng bắc, đến tại rừng Simsapa. Lúc bấy giờ, vua Payasi đi trên lầu thượng để nghỉ trưa. Vua Payasi thấy các bà la môn và gia chủ Setaya đi ra khỏi thành Setaya, từng đoàn từng chúng từng nhóm đi về hướng bắc, đến tại rừng Simsapa. Thấy vậy vua cho gọi quan hộ thành và hỏi: này khanh, vì sao các bà la môn và gia chủ Setaya đi ra khỏi thành Setaya, từng đoàn từng chúng từng nhóm đi về hướng bắc, đến tại rừng Simsapa như vậy? Có sa môn Kumara Kassapa đệ tử sa môn Gotama đang du hành trong nước Kosala cùng với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị đã đến Setaya trú về phía bắc thành này trong rừng Simsapa. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây về tôn giả Kumara Kassapa được khởi lên. Tôn giả là bậc học rồng, tài cao diệu trí đa văn, lời nói thấu tâm, thiền xảo biện tài, và các vị ấy đi đến yết kiến tôn giả Kumara Kassapa. Này khanh, hãy đi đến các bà la môn và gia chủ ấy và nói với họ như sau: vua Payasi nói với các hiền giả hãy đợi, vua Payasi cũng sẽ đến yết kiến tôn sa môn Kumara Kassapa. Sa môn Kumara Kassapa có thể cảm hóa các bà la môn và gia chủ ở Setaya ngu muội và kém khả năng theo quan điểm có đời sau, có các loài hóa sanh, hành vi thiện ác có quả báo. Này khanh, sự thật không có đời sau, không có các loài hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. Xin vâng thưa tôn chủ.
Vì quan hộ thành vâng lời vua Pajasi đi đến các bà La Môn và gia chủ Setaya và nói: Chứ hiền giả hãy đợi. Vua Pajasi sẽ đến yết kiến Sa Môn Kumara Kassapa. Rồi vua Pajasi được các bà La Môn và gia chủ Setaya hộ tống cùng đi đến rừng Simsapa, chỗ trú của tôn giả Kumara Kassapa. Sau khi đến, vua bèn nói lời thân ái chào đón chúc tùng rồi ngồi xuống một bên. Các bà La Môn và gia chủ ở Setaya có người đảnh lễ tôn giả Kumara Kassapa rồi ngồi xuống một bên. Có người nói lời thân ái chào đón chúc tùng tôn giả Kumara Kassapa rồi ngồi xuống một bên. Có người chắp tay và chào tôn giả Kumara Kassapa rồi ngồi xuống một bên. Có người xưng tên họ rồi ngồi xuống một bên. Có người yên lặng ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, vua Pajasi thưa với tôn giả Kumara Kassapa: Tôn giả Kassapa, tôi có chủ thuyết và trí kiến như sau: không có đời sau, không có các loài hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. Này tôn chủ, tôi không thấy, không nghe quan điểm như vậy, trí kiến như vậy. Sao tôn chủ lại nói không có đời sau, không có các loài hóa sanh, hành vi thiện ác, không có quả báo? Thưa tôn chủ, tôi sẽ hỏi tôn chủ một vài câu hỏi. Tôn chủ hãy tùy theo đó mà trả lời. Tôn chủ nghĩ thế nào, mặt trời và mặt trăng này, chúng thuộc thế giới này hay thế giới khác? Chúng thuộc chư thiên này, chúng thuộc chư thiên hay loài người? Tôn giả Kassapa, mặt trời và mặt trăng thuộc thế giới khác, không phải thế giới này. Chúng thuộc chư thiên, không thuộc loài người. Này tôn chủ, sự kiện là như vậy. Cần phải chấp nhận rằng, có đời sau, có các loài hóa sanh, hành vi thiện ác có quả báo. Dầu tôn giả Kassapa có nói như vậy, ở đây chúng tôi vẫn chấp nhận không có đời sau, không có các loài hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. Này tôn chủ, sự kiện gì để chứng minh rằng không có đời sau, không có các loài hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo? Tôn giả Kassapa: Vâng, có sự kiện để chứng minh rằng không có đời sau, không có các loài hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. Này tôn chủ, như thế nào? Tôn giả Kassapa: Tôi có những người bạn tri kỷ thân tộc cùng một huyết thống. Những người này sát sanh, lấy của không cho, tà dâm, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác độc, nói lời phù phiếm, tham dục, sân hận và tà kiến. Những người này sau một thời gian bị trọng bệnh, bị đau khổ, bị chứng tật. Khi tôi biết những vị ấy không thể khỏi những bệnh ấy được, tôi liền đi đến họ và nói: Một số sa môn, bà la môn có những quan điểm như sau, có những tri kiến như sau. Những ai sát sanh, lấy của không cho, tà dâm, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác độc, nói lời phù phiếm, tham dục, sân hận và tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung bị sanh vào khổ giới ác thú đọa xứ địa ngục. Nay các hiền giả sát sanh, để của không cho, tà dâm, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác độc, nói lời phù phiếm, tham dục, sân hận và tà kiến. Nếu nói những vị sa môn bà la môn ấy chính xác, thì các hiền giả sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào khổ giới ác thú đọa xứ địa ngục. Nếu các hiền giả sau khi thân hoại mạng chung về sanh vào khổ giới ác thú đọa xứ địa ngục, thời quý vị hãy đến ta và cho ta biết có đời sau, có các loài hóa sanh, hành vi thiện ác có quả báo. Các hiền giả là các thiền hữu thành tâm của ta, những gì hiền giả thấy thời sẽ như vậy, như chính ta được thấy. Các vị này bằng lòng làm như vậy và nói: Lành thay, nhưng không có ai đến nói cho tôi biết, cũng không cho người sứ giả đến. Này tôn giả Kassapa, sự kiện là như vậy, nên tôi có tri kiến không có đời sau, không có các loài hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. Này tôn chủ, nay tôi sẽ hỏi tôn chủ, nếu có thể chấp nhận, tôn chủ hãy trả lời. Tôn chủ nghĩ thế nào? Ở đây có những người bắt được một người ăn trộm phạm lỗi và đem đến cho ngài. Thưa tôn chủ, đây là người ăn trộm phạm tội, hãy hình phạt anh ta như ngài muốn. Tôn chủ trả lời những người ấy: Hãy trói người này thật chặt, dùng dây thật chặt, trói hai tay ra đằng sau, cào tọc đầu anh ta, cho đánh trọng lớn tiếng và dẫn anh ta đi từ đường này hẻm nọ, xong đưa ra khỏi cổng thành hướng nam và chặt đầu tại pháp trường hướng nam. Những người ấy vâng lời trói người ăn trộm thật chặt, dùng dây thật chặt, trói
hai tay ra đằng sau cào trọc đầu anh ta cho đánh trống lớn tiếng và dẫn anh ta đi từ đường hẻm nọ, xong đưa anh ta ra khỏi cổng thành hướng nam và tại pháp trường phía nam bắt anh ta ngồi xuống. Nay người ăn trộm ấy có thể xin người đem chém mình. Thưa quý vị cho phép tôi được đi thăm thân bằng quyến thuộc ở tại làng này, hay xã này, hay những người ấy chặt ngay đầu người ăn trộm cầu xin như vậy. Tôn giả Kassapa, người ăn trộm ấy không được những người đem chém mình cho phép. Thưa quý vị cho phép tôi được đi thăm thân bằng quyến thuộc ở tại làng này, hay xã này, những người ấy chặt ngay đầu người ăn trộm cầu xin như vậy. Này tôn chủ, người ăn trộm thuộc loài người, không được phép người xử trảm mình, cũng là loài người. Thưa quý vị cho phép tôi được đi thăm viếng thân bằng quyến thuộc ở làng này hay ở xã này, thì làm sao những người thân bằng quyến thuộc của ngài đã sát sanh lấy của không cho, tà dâm, nói lão, nói hai lưỡi, nói lời ác độc, nói lời phù phiếm, tham dục, sân hận và tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung bị sanh vào khổ giới ác thú đọa xứ địa ngục, lại được những người coi giữ địa ngục cho phép. Thưa quý vị coi giữ địa ngục, quý vị hãy cho phép tôi về tâu về vua Vajasi. Có đời sau có các loài hóa sanh hành vi thiện ác có quả báo. Dầu tôn giả Kassapa có nói như vậy, ở đây tôi vẫn chấp nhận không có đời sau, không có các loài hóa sanh hành vi thiện ác không có quả báo. Này tôn chủ, có sự kiện gì để chứng minh rằng không có đời sau, không có các loài hóa sanh hành vi thiện ác không có quả báo? Tôn giả Kassapa vâng, có sự kiện để chứng minh rằng không có đời sau, không có các loài hóa sanh hành vi thiện ác không có quả báo. Này tôn chủ, như thế nào? Tôn giả Kassapa, tôi có những thân bằng quyến thuộc gìn giữ không sát sanh, lấy của không cho, tà dâm, không nói lão, không nói hai lưỡi, không nói lời ác độc, không nói lời phù phiếm, không tham dục, không sân hận và không tà kiến. Những người này sau một thời gian bị trọng bệnh, bị đau khổ, bị chứng tật. Khi tôi biết những vị ấy không thể khỏi những bệnh ấy được, tôi liền đi đến họ và nói: một số sa môn, bà la môn có những quan điểm, những tri kiến như sau. Những ai gìn giữ không sạch sanh, không lễ của không cho, không nói lạo, không nói hai lưỡi, không nói lời ác độc, không nói lời phù phiếm, không tham dục, không sân hận và không tà kiến, những người ấy khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào thiền thủ thiên giới. Chứ hiền giả giữ gìn không sát sanh, không lấy của không cho, không tà dâm, không nói lão, không nói hai lưỡi, không nói lời ác độc, không nói lời phù phiếm, không tham dục, không sân hận và không tà kiến, nếu lời nói của những sa môn bà la môn ấy chính xác, thời các hiền giả sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào thiền thủ thiên giới. Nếu các thiền giả sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiền thủ thiên giới, thời quý vị hãy đến ta và cho ta biết có đời sau có các loài hóa sanh hành vi thiền ác có quả báo. Các thiền giả là thiền hữu thành tâm của ta, những gì hiền giả thấy thời sẽ là như vậy, như chính ta được thấy. Các vị này bằng lòng làm như vậy và nói: lành thay, nhưng không có ai đến nói cho tôi biết, cũng không cho gửi các sứ giả đến. Tôn giả Kassapa, sự kiện là như vậy, nên tôi có trí kiến không có đời sau, không có các loài hóa sanh hành vi thiện ác không có quả báo. Này tôn chủ, tôi sẽ cho tôn chủ một ví dụ. Ở đời một số người có trí nhớ, ví dụ mà hiểu được nghĩa lời nói. Này tôn chủ, ví như có người té đầu rơi vào hầm phân, ngài nói với các người khác: hãy kéo người này ra khỏi hầm phân. Những người ấy vâng theo và nói: lành thay, và kéo những người kia ra khỏi hầm phân ấy. Ngài nói với những người ấy: hãy lấy que tre gạt phân ra khỏi thân của người kia. Những người này vâng theo và nói: lành thay, và lấy que tre gạt phân ra khỏi thân người kia. Rồi ngài bảo người khác: người ấy hãy cho thoa bóp 3 lần thân người kia với phấn thoa màu vàng. Và những người ấy cho thoa bóp 3 lần thân người kia với phấn thoa bóp màu vàng. Rồi ngài bảo các người ấy hãy lấy dầu thoa và tắm cho người kia 3 lần và dùng bột mịn chunna thoa cho nó. Và những người ấy liền lấy dầu thoa cho và tắm cho người kia 3 lần và dùng bột mịn chunna thoa cho nó.
Rồi Ngài bảo các người ấy hãy sửa soạn râu tóc cho người kia, và những người ấy sửa soạn râu tóc cho người kia. Rồi Ngài bảo các người ấy hãy lấy vòng hoa quý, dầu thơm quý và vài quý trang điểm cho người kia, và những người ấy trang điểm vòng hoa quý, dầu thơm quý và vài quý cho người kia. Rồi Ngài bảo các người ấy hãy đưa người kia đến tòa lâu đài và cho hưởng năm món dục lạc. Và những người ấy đưa người kia đến tòa lâu đài và cho hưởng năm món dục lạc. Tôn chủ nghĩ thế nào, người kia khéo tắm như vậy, khéo thoa dầu, khéo sửa soạn râu tóc, khéo trang điểm với vòng hoa và vải trắng, được đưa đến lâu đài và cho hưởng năm món dục lạc như vậy. Tự hỏi, người kia có chịu đâm đầu vào họ hầm phân ấy nữa không? Thưa không, tôn giả Kassapa. Vì sao không? Tôn giả Kassapa, hầm phân là bất tịnh và được xem là bất tịnh, xú uế và được xem là xú uế, ghê tởm và được xem là ghê tởm, yểm ổ và được xem là yểm ổ. Này tôn chủ, mùi hôi của loài người khiến chư thiên ghê tởm xa đến 100 do tuần, làm sao người thân bằng quyến thuộc của Ngài? Ngang đây. Đấy, như vậy tạm được, sợi dài quá. Nhưng cái ví dụ sau còn tiếp tục nữa, rồi bản kinh này không khó khăn gì, nhưng mà chúng tôi trình bày để phân tích thêm chút điểm để lưu ý quý vị chú ý thôi. Nhưng cái ví dụ và những mẫu đối thoại giữa Upayasi và tôn giả Kumarakassapa là những cái ví dụ, những cuộc đối thoại tiêu biểu thường xảy ra trong cuộc đời, và vì vậy mình phải nắm vững để mà mình có thể thuyết phục giúp đỡ cho những người khác khi họ nhớ rơi vào những tà kiến tương tự. Đó là lý do chúng tôi trình bày kinh này với quý Phật tử, quý thầy quý cô cũng thế, để lấy cái liều này để mình biết đấy, mà chú ý mà để mà nói cho người khác nghe. Mình chỉ lập luận bác cái lập luận của họ cả đã, rồi làm thế nào lần lần, rồi khi đó mình thuyết phục lần lần, chứng minh cho họ có nhân quả luân hồi sau. Nhưng bản chứng sau mình sẽ đi thẳng vào cái vấn đề nhân quả luân hồi. Thì thưa quý vị, như thế này, ông vua Tỳ Túc là ông Payasi, ông đưa ra cái quan điểm của ông không có cái nhân quả, không có cái quả báo của nghiệp thiện nghiệp ác, không có đời sau đó, và không có cả cái loài hóa sinh như loài địa ngục hay loài trời, rồi ông nói cho là không có cả. Và thì tôn giả Kumarakassapa này hỏi như thế này, thì tôn chủ là nói ông vua có cái bằng chứng gì để chứng minh rằng thì quan điểm của tôn chủ là đúng không? Tuy nhiên là không có nhân quả không? Thì cái lập luận cứ thứ nhất mà ông vua Payasi đưa ra là như thế này, có đến 8-9 lập luận. Những cái này thì mỗi lập luận như thế là tôn giả Kassapa bác cho là vô lý, để cho thấy cái vô lý mà thôi. Đưa ra một ví dụ khác cũng ở trong cuộc đời, trong kinh nghiệm cuộc sống, để cho thấy là ông vô lý và không đứng vững. Và tất cả cái phương pháp này là sẽ dùng vào cái research methodology được, là để cho quý vị khi việc luận văn là có thể theo đây được. Research methodology, mình có cái cách thứ nhất để chứng minh là cái đó lập luận chưa đủ kết luận, là ba cái đó. Còn cái vấn đề đưa ra một cái phải khác là có cái phần của mình phải nêu ra sao. Nhưng cái phần trực nhất là ba cái lập luận đó. Ba cái lập luận không có đời sau mà độ rồi, tất nhiên là có đời sau rồi, đã mở ra một cái niềm tin có đời sau rồi. Ba cái lập luận tin không có nhân quả thì đã mở ra một cái niềm tin, một cái hướng mới là có nhân quả rồi. Đó là cái bước thứ nhất. Thì cái lập luận thứ nhất mà vua Payasi đưa ra là như thế này: cứ có những người thân cận, bà con thân thuộc, tất nhiên là những người nào là họ sẵn sàng làm theo cái lời, cái yêu cầu của vua Payasi đó. Những người này là làm 10 cái nghiệp ác, tất nhiên là 3 nghiệp ác về thân, 4 nghiệp ác về miệng và 3 nghiệp ác về ý, là thập ác nghiệp đó. Thì theo cái chủ trương của Ngài Kassapa là hề mà làm 10 nghiệp ác là đòi, cũng là chủ trương của Đức Phật đó, là đòi xuống khổ xứ, đòi xứ địa ngục. Thì ông nói tôi không tin chuyện đó, tôi không tin chuyện đó có. Và ông nói vì vậy cho nên khi mà tôi đến vì người này hồi khi sắp chết là tôi đến tôi nói là quý vị làm như vậy thì nếu như mà đúng sự thật rằng mà sinh về địa ngục ngạ quỷ súc sanh, quý vị tin về tin cho tôi biết để tôi tin. Đó là lập luận của ông vua Payasi. Nhưng mà tôi chơi lâu lắm rồi, tôi nói rất nhiều người rồi mà mãi tôi đến chưa cũng chưa thấy gì cả. Tôi nghĩ chuyện đó không có rồi, chết là hết tiêu ta, chết là hết, không ai trở lui lại cuộc đời này để nói chuyện đó nữa. Mà từ xưa đến nay cũng không ai trở lui để mà nói, thành thử tôi không tin là còn nhân quả. Đó là lập luận cứ của ông vua.
thì ngài Kumarakasapa chỉ đưa ra một cái luận cứ khác để đánh đổ luận cứ này. Thì ngài mới đưa ra ví dụ có một cái người ấn trộm, thời này là cũng lời pháp luật nghiêm lắm, ấn trộm cũng thôi, mà bởi vì họ phải nghiêm để mà giữ cái trật tự và cái an lạc, an cư lạc nghiệp trong xã hội đó, là bị hành hình lớn lắm, như là cào trọc đầu rồi đủ thứ để đánh trống đấy, chứ mọi người đến họ biếu xấu rồi, nhiều người ném đất ném đá này, đi khắp cái kinh thành xong rồi ra cái thành phương Nam chém đầu, biếu đầu nữa, đó, cái hình phạt nặng như vậy. Thì ngài nói như có người ấn trộm mà bị cái tội đó đó, thì khi đưa ra đi làm đủ tất cả hình phạt rồi thì đến đi ra đến pháp trường để xử tạo, thì người đó của xin với cái người mà dẫn đi chạy, người này là không có quyền, thì người dẫn đi chạy là không có quyền, thì vì nhớ là vì này chỉ là chỗ thi hành cái luật mình của vua về pháp luật là chặt đầu thôi à. Thì có xin cái người cầm đi chạy mà nói rằng cho tôi về thăm nhà cả đạo, tôi nói qua con tôi rồi, tôi về để mà chịu xử tạo, chuyện này xin cũng được không? Thì nói không được. Thế cũng vậy, thì mấy người kia làm mười ác nghiệp về rồi về mấy cái ngục tốt rồi, thì cái địa ngục mà cô xin năng nghị về mà bảo cho vua thì cũng chịu làm ra không cho về. Ngay cái chuyện đó là không cho về rồi, là ngài Kassapa biết nhiều hơn thế nữa và sự thật còn nhiều lập luận hơn thế nữa, nhưng ngài dừng ngang đấy để vừa đủ để cho ông vua thấy vô lý thì lập luận vô lý thôi, thì chứng tỏ rằng là rõ ràng ông nói để chờ họ về bảo mà họ đã vô địa ngục rồi mà có điều kiện đâu mà về mà bảo. Người ấn trộm mình lúc là người đấy nói về người đó mà nắng thì chưa được, còn chỉ nói ngục tốt, mà ngục tốt rồi biết cái cuộc đời này mà nói xin về cuộc đời bảo là chưa nói là khi chết ấy, mà rơi một cái bạc đó là quên mình đây này, mình làm người đây mà mình còn nhớ kịp trước đâu, chứ mình còn nói chứ giả tỷ có vua các vị lãnh đạo mình cho đi về thăm lại quê hương mà bảo này, vì kịp trước á, mình có biết quê hướng đâu mà về bảo, chó mà cũng biết được. Vì đấy nè, thì bây giờ những người ngục tốt đây là nghiệp nặng nè, cái tâm trí nó mê hố ảo nè, quê kịp trước, mình vô đầu thai là quê kịp trước liền, vô trong bầu thai là quê kịp trước liền. Thì có đâu mà đi tìm vua Pajasila ấy. Quý vị nhớ là hồi xưa là có cái ba hoàng hậu đẹp lắm đó, ba hoàng hậu đẹp lắm mà vua thương dễ sợ lắm. Chết mà chết tức tuổi, chết lúc trẻ, vua là chỉ yêu một bà đó không. Vua cho bác xoa dầu, cho đồ sửa cho đừng có hư cái thay, mà cứ ngồi bên cạnh cả hơn tuần rồi không chịu đi ra thiệt tiêu nữa. Rồi chuyện bỏ bê cả công việc triều chính, cả vua quan đại thần mà họp nhau lại để mà thuyết phục án ủi vua và để trở lại, mà thôi chết là hết, đi chôn để mà lo về cho quốc dân á. Vua không nghe mà không ai dám nói là sẽ chặt đâu, chỉ còn mà vì trọng thân á, mà vì già tuổi rồi chết thì thôi không sợ nữa, mà vua dám nói thì vua cũng nghe. Thì sau đó mới sức trung dân gian, ai có khả năng để nói với vua biết là để thuyết phục vua đừng cùng mê mẩn như thế nữa, để nên chôn bà hoàng hậu đi mà lo việc nước. Thì còn một vị á la hán, thời bây giờ còn một tu sĩ đắc á la hán nghe như vậy nói tôi có khả năng để làm cho vua tỉnh ngộ. Thì vị á la hán này á, mà thật ra là hóa thần thông hiện vô trung kỳ vương của vua Ngự Uyển á. Rồi mấy người dâm vương ra thì gặp rồi, hai mình nói câu đó là cũng có khả năng làm vua tỉnh. Thì họ vô bảo lại vì các đại thần, vì nhiều vua cho vào, cho ý kiến. Nhiều vua cũng muốn vượt qua nỗi sầu buồn đó mà không vượt qua nổi. Cứ ngồi cứ ngắm cái thi thể của bà hoàng hậu. Thì vị tu sĩ mà nói xin bệ hạ cùng tôi đi ra vườn, rồi tôi sẽ giúp cho bệ hạ đi qua khỏi nguyên thì nỗi sầu khổ đó. Thì khi ra vườn đứng đi dạo, đi trên cung đường đó là trước đây bà hoàng hậu và vua thường đi dạo mỗi buổi chiều. Thì ngài a la hán này biết mà đi tới thì tới nấy có cái cây, cái gốc cây, có cái cây rừng có hai con giò ở chỗ ngõ có vẻ vui vẻ lắm, có chơi đùa nhau vui vẻ, cũng vừa cãi vừa đực. Thì ngài a la hán cũng vừa cãi là bà hoàng hậu mới đầu thai đó, mới đầu thai là cũng vừa cãi. Cái chuyện này tôi đọc và tôi cũng giật mình, chuyện này là chuyện trong Jataka mà chưa in nữa. Tôi giật mình cái chuyện này, cái chuyện là cũng vừa cãi, nó đòi làm vừa cãi. Bây giờ nó yếu cũng vừa đòi xin lỗi là đứng khiêng cục phân trong thì cây mà khiêng cục phân như con người ấy, nhưng mà phân như đứng thích thủ trong mì cục phân. Hàng vui vừa độc cũng vừa được là chồng, con vừa cãi là vợ. Thì ngài á la hán ngài mình nói bây giờ tôi giúp cho ngài để ngài nghe được tiếng nói con voi này. Ngài dùng thần thông, ngài hỏi cũng vừa cãi nó có biết ai đây không, nó tôi không biết. Rồi có biết cũng đường đây à, nó có chứ, nó biết, nó vua mà tôi biết đó. Nhờ giúp cho nhớ lại về kiếp trước, nó vua mà cũng đường này là tôi vua đi dạo luôn mà,
nói mọi chuyện là việc hỏi chi vị vua để cho vua tin, biết hết tất cả chuyện riêng tư đời tư của hai vị là đều nói rõ ràng, những cái yếu ả ân ái để chi là nói xong rồi hỏi bây giờ chưa dựa ông dựa được lên vì ngài họ vì vua đây cố chọn ai chọn chưa được. Ông vua thì ngao ngán mới đó mà chưa chắc là dựa được rồi, ông vua thôi mà hết tinh giác của chỗ gấp thì thấy chỗ gấp rồi thôi là khi nào mới tỉnh. Bây giờ quý vị biết nồi đó thôi mới ngáy thì biến ra không giỏi là quý thầy là đã làm mọi chuyện khác có đâu mà về mà bảo mà con thì cảm xúc về bảo nhớ chứ nữa quý vị đấy từ bao hầu mà đến giỏi là nó độc hai ngày dễ sợ như vậy. Mà chuyện này chuyện không thể nói hết được, có nhiều khi mình phải dùng lòng tin thôi chứ không thể mà chứng minh hết. Nó trong cái cuộc sinh tử mênh mông lắm, sinh tử mênh mông đi nhiều cảnh giới mình không biết nổi. Thì ngài chứng minh cho rằng là cái chuyện đó thì người về địa ngục á, ngoài cái luận cứ của ngài Cách-sa-pa mình còn biết rằng là địa ngục về địa ngục là không thể quậy người được, vì bởi vì đi vô quậy giới này nó do nghiệp mà đi vào, đi vào của địa ngục do nghiệp đi vào chứ có ai mà lâm trụ về chuyện sinh tử nào đâu mà cho phép không cho phép. Quý vị thấy huống nữa là như thế, về đó thì thôi có cơ hội đâu mà về, về đó là thò có báo dưới là có đi đâu được. Hắn là cứ chết rồi sống, sống rồi chết, dãy dùa đau hoài, đau khổ hoài ở dưới, không đi ra được. Đó là chưa nói cái địa ngục vô dạng, á trì địa ngục mà thôi vô phương, hắn còn tỷ năm mới may ra còn có cơ hội mà đi ra được. Thì đi về cũng là vì người mà cấm ngòng điếc rồi khổ sự lắm, đuôi mù đủ thứ cả, rồi khi đó phải tu về chủ được nhiều kiếp đã mới được làm người lành lẽ như mình được, nó khó lắm chứ không phải là dễ dàng. Thì luận cứ thứ nhất ngài bác là chuyện nội vua luận cứ của vua không đứng vững. Thì ông vua ông đưa luận cứ thứ hai, ông là tôi vẫn chưa tin, tôn giả nói thế thôi chứ tôi vẫn bảo vệ quan điểm của tôi, không có nhân quả, không có quả báo thiện ác, không có đời sau, không có các loài hóa sinh. Thì ông mới đưa ra lập luận, tôi có những người bạn này, những người thân này, những người tu thập thiện hoàn toàn sống thập thiện, và tôi biết là theo cái lập luận rằng là nếu thập thiện thì sanh về thiền thủ thế giới quậy trời. Thì tôi đã nói với họ trước khi họ hấp hối ấy, tôi nói với là các vị thì khi mà về quậy trời thì bảo cho tôi, địa ngục thì về không được chứ quậy trời thì có tự do đó, có tự do hơn, có thân thông mà về được. Ý là như vậy để bác cái lập luận của ông bác lại đưa ra luận thứ hai để bác cái lập luận của ngài Cách-sa-pa. Thế này bây giờ được thì có những người thập thiện đấy này, mà tôi đã nói rất nhiều người rồi mà họ ra đi rồi còn chẳng ai về để bảo cho tôi biết là có cái quả báo của nghiệp thiện. Thì ngài Cách-sa-pa mà đưa ra ví dụ một cái người mà gọi là rất hâm phấn á, quý vị biết á, thì hâm phấn mình dơ mình bị cả rồi, mà khi đưa ra hâm phấn tắm rửa sạch sẽ xóa chậu bao nhiêu lần để cái tẩy trần đó hết kiểu hâm phấn rồi, ăn mặc thật sang, trang sức thật sang, cho ở kiểu đồ thật sang, ăn những thức ăn mà thường vị thật sang, ở trong cái nếp sống đó rồi thành người thời quen sang rồi, mà bị vậy chứ nào mà cho đi về hâm phấn lại mà cho ông động vàng vậy là cũng không chạy rồi hâm phấn mà lườm được, có đâu mà đi về mất công mà về mà bảo lại thì người cũng hâm phấn nghe phải thì nó làm ăn trời lũi được. Và đó là cái lý do thứ nhất là ngài vừa nói vừa đủ. Nói cái chuyện đó là vua tôn chủ thì biết rằng là cái quỹ đời này mà đối với chư thiên là hẳn như cái này cũng là cái cảm nhận các vị, mà không phải là cái này là cha đạp thì giá trị của người đâu, mà đây là sự thật. Chư thiên là thấy cái quỹ đời này cái mùi hôi bốc lên mà phải xa 100 gió thùng là quý vị biết đó. Đứng xa cái gió thùng chết, đứng trong cái khoảng 100 gió thùng là ngay mùi hôi chịu không nổi. Mà quý vị như chúng tôi mà cái chỗ mà người mua phải khay là không đi được rồi đi vô đi ra vi trường mà cái chỗ phải khay là mình đã giọt đi rồi. Quý vị không có ai mà nói thì đọc câu thơ hay cũng để hạt đi hạt hay mà trong cái chỗ phải khay mà cũng để nghe nữa. Quý vị thấy đó, mà huống chi là đây là thấy là quan cái nhìn chư thiên á mà xuống dục giới cái cõi của mình là giống như vì mình là như ở trong cái nhà sĩ hối hạ, họ lãnh xa 100 do tuần là mấy, là 700 dặm là để đây 1000 cây số, quý vị thấy cách 1000 cây số là ra khỏi cái bầu khí quyển xa lắm. Thì chư thiên mới ở cái cõi đó chứ họ không lặng vạng lạng vạng trong cái vùng không khí này đâu, khó mà tìm thấy chư thiên trong mấy cái cõi này, hoặc là họ có mà có cách nào đó cái cảm nghiệp của họ mình không biết được, cái cảm nghiệp cái cách sống của họ cảm nghiệp và khoảng không gian của họ khác à, nhưng mà rất rõ là chư thiên luôn luôn nếu mà được chọn lừa là chư thiên bao giờ cũng muốn tranh định cách xa khỏi đời mình 100 do tuần 700 dặm.
thì bây giờ dạy tí như 10 người, những người mà tu tập thập thiện nghiệp á, đi về trên đó năm, còn tuổi thọ mà của tam thập tám thiên là cái cõi trời thứ hai thôi, chứ còn cõi trời thứ sáu nữa, còn lâu nữa là đến 36 triệu năm, 40 lần lớn hơn. Thì quý vị biết là một cái tuổi thọ 36 triệu năm họ mới đi về cõi trời đó, nói thứ thả thôi, mới về cũng phải lo hộ khẩu đăng ký được chi là cho mà mới cái uống một ly nước là gì tiêu rồi, chứ có đâu nữa mà về, mà của về cũng gặp tôn chủ nữa. Là họ về cái thời gian này một ngày đếm thì họ mới nói về thứ thả đấy, chứ chứ thiên là nhà lắm của vội vàng chi mà về bảo liên, thì một ngày thôi là 50 năm sau là vua đã tiêu rồi. Chứ họ mà họ sống đến 50 năm mà thập thiện nghiệp mình ngẫm được mà may ra xin về trời, mà đến 50 năm sau là họ phải hơn 100 tuổi, vua cũng tiêu rồi, chứ đâu có về mà tin như vua biết, toàn chuyện vua lý không, là lập luận của vua không định vững. À, đó là lập luận thứ hai. Ông vua mà tôi cũng tin được là bởi vì quan niệm của tôi vẫn là không có đời sau thôi. Rồi thì tôi nhà Kassapa này, vua có thể đưa luận cứ nào ra nữa không để mà chứng minh rằng là cái quan niệm của nhà vua là đúng? Thì ông nói như thế này: tôi là có những cái người ác cái trộm á, mà phạm người tôi chết á, thì tôi mới đem một cái trộm vô, tôi để trong cái hũ, trong cái lu bọc kín lại, đốt lửa xung quanh cho nắm mà chết thôi. Rồi từ từ tôi là bao nhiêu người đứng xung quanh quan sát để coi thử có linh hồn đi ra không, không thấy. Tôi làm nhiều lần mà cũng thấy nè. Thế nhưng đến coi đến sau rồi thì nói đâu thay lại cái chi đâu thay, chạy năm cả đống rồi thôi, đông cho nó ngùm nó cái hụt rồi thôi, làm chỉ có đến sau được. À thì đó là luận cứ nhà vua. Thì ngài Kassapa nói thế này, rồi thì bệ hạ thường thường cũng ngủ ngay không? Này có. Thì thường khi mà bệ hạ ngủ trưa thì cũng có mấy người hộ cảnh ở bên quanh, ở xung quanh long sàn đó, mà có họ đứng hầu xung quanh long sàn. Thì bệ hạ cũng có những giấc mơ đẹp giữa ban ngày không? Có. Khi mà bệ hạ thấy đi lên quậy trời này, quậy trời kia cảnh đẹp này, những người hầu hạ có thấy bệ hạ đi không? Nói không. Thì nữa thì nhiều phải kêu đó, là đi rồi có rồi, dạ thì có đi mà bệ ra bệ hạ mà dùng con mắt đi mà thấy được, mà nói ra vì không thấy mà cho ra không có. Như hồi đại tôi nói, không phải là do vì mình không thấy mà cho nó không hiểm hữu, mà thật ra là nó vẫn có. Đó thì bệ hạ vẫn đi, cái chuyện đâu cũng có, đối bệ hạ là thật, thì giấc mơ đẹp mà những người hầu hạ có thấy đâu, bất ngay đó. Rồi thì bệ hạ làm sao mà thấy, thấy ở đâu mà thấy cái cách của bệ hạ thôi, cái cách đó có thấy thật, nhưng mà làm sao những người hầu, bệ hạ mà nói thì những người hầu cần hạ nó cũng chia sẻ, nó không thấy được. Nó có đó, mà không thấy, là để cho vua thấy vô lý thôi, chắc cũng phải chứ chưa nói là cái nhân quả gì. Ông vua nói, tôi cũng chưa tin, ngài nói vậy thôi chứ tôi cũng tin. Tôi cũng có những người ấm trộm mà tôi đem á, tôi không phải bỏ trong chung nữa, làm tôi chết tôi lột cái da ra ngoài, ra lột cái da rồi để lăn qua lăn lại để tôi chết á, để như khi chết lăn qua lăn lại để coi hồn đi ngày nào, nghiệp thức á đi ra ngày nào, thì không thấy chứ cả bao nhiêu đừng quan sát cũng không thấy, tôi làm cách khác mà cũng thấy, thì nhất định là tôi biết dù làm cách chi cũng không có nữa, làm sao mà gọi là có đời sau được, bởi vì chết là hết, có gì đi ra đâu, chừng nãy rồi thôi, mà chết rồi thôi, tim ngưng đập rồi thôi, con người là tim vì óc rồi thôi, mà chết rồi hết, con sống thì hoạt động, chết thì hết, không còn gì nữa. Thì ngài Kassapa mà nói thế này, bệ hạ có biết lắm, có cái vùng đó có một cái nhà người nhạc sĩ thổi tu va hay lắm, họ đi trong làng họ thổi tu va hay lắm, thì thấy cầm cái tu va thổi thì khi đi đến cái làng đó người ta nghe biết là ông này đi cầm tu va, là từ nước tu va phát ra nhiều âm thanh không? Rồi họ mới tới coi, họ mới cho họ coi cái tu va này, thấy mọi người ngồi nghĩ như thế này. Thì ông đưa cái tu va thì mấy người đó mà cầm cái tu va lật qua lật lại, lăn qua lăn lại, không bao giờ nó tiến cả, không bao giờ nó tiến. Rồi nói như vậy là tôi không tin tưởng rằng cái tu va đó có thể phát âm thanh được. Thì bệ hạ nói như vậy của lý không? Rõ ràng người ta thổi mà cái ống nhạc công đó mà cầm thổi lên là ra tiếng liền. Mấy người cứ không biết thổi, không có tiếng, cho rằng tu va không có phạt âm thanh, nhưng mà thật ra đội nhạc công là nó phạt âm thanh. Thì ngài nói như thế này, sợ gì mà cái tu va phạt âm thanh á, là nhờ để phương tiện trợ lực của con người, và nhờ tỷ hơi gió đi con ạ, phạt âm thanh. Thì con người vậy, con người hàng tồn tại nhờ có ba cái, nhờ có cái thọ mạng, cái tuổi thọ, và hàng nhờ có cái nghiệp thức nữa. Mà bệ hạ cũng thấy lắm, đang là thấy cả đó.
ba cái trợ lực mà thành đấy thì có người được chứ đâu có người có cái nghiệp thức và có cái tuổi thọ nữa, cái tuổi thọ màng ấy chứ chứ đốt phải bị hại là cái sạch thánh đi thôi, không thôi thằng có đó, nhưng mà thì ngài chỉ nói ngang đó thôi, ông không thấy được, không kinh nghiệm được cái nghiệp thức thì ông cho là không có đó, chứ chẳng có ngay cái tu va đó. Thì đối với những người không biết thổi kia là cho rằng cái tu va đó là điếc, làm gì có âm thanh. Vậy đâu mà đối với nhạc công là phải âm thanh à? Đó là cái lập luận của ngài Kassapa. Thì quý vị biết là không dễ gì ông vua ông dừng ngang đây, ông còn nói ngài nói vậy thôi thôi chưa tin, tôi là có những người ăn trộm khác phạm tội chết, tôi làm đủ cách, còn một cách nữa là tôi đem cho ra lột da xong rồi rắc cắt từng miếng thịt, cắt từng miếng thịt xong cắt xương xong cắt tủy, tìm có sự cái nghiệp thức của họ, cái linh hồn ở đâu không thấy, tất cả đứng quan sát mà không thấy gì cả, không thấy cái gì xuất hiện đi ra cả. Thì như vậy, vì vậy thì tôi không tin có. Thì ngài Kassapa là ngài là người luận biện giỏi đó, ngài mà nói thế này. Có một cái ông thầy thờ thần lửa, hôm đó ông có một cái việc đi xa, thì ông biểu cái thằng đệ tử nhỏ nhỏ con nít trẻ con ở lại giữ lửa, họ thờ thần lửa là giữ lửa cho chạy hoài. Ông nói nhớ như mà lửa tắt á thì có hai thân củi rồi, vì có cái làm lửa còn ra ra lửa rồi mà nhén lửa lại chứ đừng để tắt. Thì ông nói lửa thì khi ông đi thì lửa tắt, mà cái cầu đệ tử của nhớ đâu cũng quên mà không biết, thằng nghe nói lấy đồ lâm rửa rồi thì đem ra lấy hai thân củi ra, lấy búa đang chặt vùng cái thân củi, chặt khoai không thì lửa có thân củi mà chặt thì không có nữa, nhưng mà có xác ra thì về đồ lâm rửa cho lượng ra đó, lửa có đó mà bây giờ vì ông làm không đúng cách ông cho rằng lửa ông có rồi, được lửa nó thân củi có mà không phải có đó, có nhớ gì ông có rồi không phải ra lửa. Thì rõ ràng nghiệp thức có mà vua làm cái kiểu đó không tật cách rồi là như được ông nịt mà đem chạy cùi lắm đâu mà còn nghiệp thức, ông đâu róc thì róc xương lắm đâu mà thấy nghiệp thức đi đâu nữa chứ, hẳn được cách. Thế nên bề hà lập đường như vậy, tôn chủ lập đường không đừng phần. Thì ông vua ông cũng chịu, ông nói rửa rửa thì tôi vẫn chưa tin, vì tôi vẫn bảo vệ quan điểm của tôi là bởi vì tôi còn làm nhiều cách khác nữa. Bây giờ thì ngài nói tôn giả nói rằng là cái nghiệp thức có làm cái cách đó thì không được, thì bây giờ tôi có làm cách khác nữa mà cũng không thấy chứ không phải. Tôi làm cách như thế này, một cái người tự tội cũng ăn trộm cắp tự tội, tôi đem tôi cấn trước, cấn xong đó để coi nặng bao nhiêu, sau tôi cho thắt cổ, tuy nhiên là không làm màu chạy một giọt ra ngoài, không làm chịt thắt cổ xong chết cấn lại thì nặng hơn. Nếu mà còn nghiệp thức đi rồi thì nhẹ hơn chứ, nó đây nặng hơn. Mà bây giờ tôi tin là tôi không tin là có cái nghiệp thức, tôi chỉ có linh hồn gì cả. Khi cân là có linh hồn á, làm bị toàn bởi vì thế đó. Khi cân có linh hồn á thì đáng lẽ là nặng hơn. Đấy cân được khi chết, khi thắt cổ là để cho đừng có tiêu hao cho đúng người cả. Cân lại thì thấy nặng hơn. Thì như vậy tôi không tin. Thì ngài mà nói thế này, quý vị biết á, ngài nói thế này, bây giờ bệ hạ có biết rằng bệ hạ đem về thanh sắc đỏ cân đi, cân thanh sắc đỏ. Mà khi để thanh sắc đỏ nguội rồi á, bệ hạ cân là thanh sắc nguội nó nặng hơn thanh sắc đỏ. Thì điều sao đấy là thuộc vật lý về khoa học à? Thì vì việc khí con người á mà đang hoạt động đứng sống á, nó như có một cái lực của mình di chuyển á, thì mình chống lại vì cái trọng lực, cái sức hút trái đất á, cái trọng lượng á là gió và sức hút mạnh đấy, nó có cái đề kháng rồi đây có cái lực ngược nữa giảm trọng lượng rồi. Còn khi chết này cũng có lực đó nó yếm rồi đó. Máu ngưng đập là máu không chạy trống thì tự nhiên cũng nhẹ trọng lượng đi, bây giờ chừng nó yếm thì nặng hơn rồi đấy. Còn cái thanh cửa thì khi oxy mà chạy thì có bốc chạy ra có cái lực và cũng đẩy lực xuống đâu rồi, về toa mà chạy thì là có oxy thì vì đấy chạy bớt ra rồi mà có cái lực khi lửa là nóng đó đẩy nhẹ đấy thì hẳn cũng có cái lực mà chống lại cái lực hấp lực ở dưới thì thanh sắc nguội nặng hơn à. Thì nhưng mà ý của ngài thì ngài không giải thích khoa học, ngài chỉ nói rằng có đó kinh nghiệm trước mắt thì bệ hạ thấy đem cái thức nguội cấn đi rồi sao đốt lên đốt đỏ năm đỏ thôi chứ chưa mất bạc chứ thêm lửa đâu nó thêm lửa nữa đâu mà hằng dài hơn thì thấy nè. Và cái đó là vấn đề khác nữa, cái lập luận của vua chưa đừng vững được, chưa có thể vì lập luận đó mà bác nhân quả được à. Thì ngài Kassapa lập luận như vậy thì cái ngài vua Payasi là thầy của lý rồi, nhưng là tôi nhất định không tin, là bởi vì nếu như mà chư tôn giả biết rằng tôi là chủ trương là không có đời sau, mà chư tôi nghe tôn giả là họ cho tôi là ngu si,
mê muội mình bỏ quan điểm mình đi nghe người khác là như vậy là ngu si. Thầy làm rằng tôi chấp nhận quan điểm tôn giả được ngay cứ nghe tôn giả đại của lý đó và tôi cũng cứ bảo về quan điểm tôi hả. Nhưng thôi tôi nếu mà tôi thay đổi quan điểm nào cho tôi là ngu si. Chó này ông này là không thông minh ngu si dại dột rồi đi nghe quan điểm người khác. Vì vậy tôi nhất định là bảo thủ quan điểm của tôi. Thì ngài Kassapa mà kể cái chuyện ngài nói là người có trí nhờ ví dụ cho đến ngoài là chỉ nhớ ra tay nhờ có trí nhờ ví dụ mà hiểu. À, thì ngài mà nói như thế này có một cái đoàn thương gia cũng có 1,000 người. 1,000 người này chia làm 2 toán đi 2 đợt dạo nhau khác nhau, một đợt 500 người và do một người dẫn đầu và đem theo lương khô đi qua một cái bãi sa mạc con đường dài lắm, đem theo lương khô được uống nó nhiều cù bì rất đầy đủ và biết cái chỗ đến và biết cái khoảng thời gian đi để mà cù bì lương thực quyền được uống. Thì khi đi giữa đường cái đoàn thì nhất á do một cái người lãnh đạo nó về là dốt á bố trí gặp một con giả xoa. Con giả xoa là con quỷ á mà muốn ăn thịt người nhưng mà hàng hóa ra hình người thì ba hàng già là muốn đi ngược chiều lại. Thì ông này hỏi anh ấy ở phía trước cô có gần đấy cô có rừng cấy đấy chứ không có nước non thì cô có lương thực thì nhiều ông nổ chỗ trong đấy nhiều lắm mà ông đem đi cho nằm đi tới đó là có rồi chứ không có tiền đâu là được rồi tới đó là mua chơi chơi mà nặng như thế này vất vả quá không tới đó có ông đấy bỏ bật lương thực bỏ lương thực cả ông để lại chút định nước uống tại là đi chừng nào là đi vô sa mạc chừng đó không có mà chết 500 người chết làm cái miếng môi ngon bữa tiệc rượu chúng quỷ chết luôn cả nó trong người nói người có trí phải tin phải hiểu phải biết nào mà tin chứ tin chi mà tin cũng có cơ sở gì cả mà tin cái chúng quỷ giả sao nói như vậy có cơ sở đâu mà biết rằng chỗ đó là có nước có non mà có lương thực mà cùng đi bỏ lương thực mình đi. Thì người thứ hai á cái đoàn thứ hai là khôn lắm người đó mà lập luận thế này nó nói như thế cũng quỷ giả sao cũng gặp cái đoàn thứ hai nữa rồi ông này cũng hỏi hắn cũng nói như thế thì kỳ vì lãnh đạo của cái đoàn 500 người thứ hai nói thế này nó nói như vậy chúng có cơ sở chứ cả thôi chịu khó mình đã chuẩn bị rồi chắc chắn nhất là cứ chịu khó mà chờ nước thực và nước đi theo chừng nào mà thấy có nước trước mặt đã có nước thực đã bị thay đổi rồi vì vậy cái đoàn này sống à, thì ngài cải sơ pha muốn nói ông vua giảng tiếp vua chấp thủ chi phải chút khổ phải thì có trí như vua tóc chấp nhận cái quan điểm mà không có cơ sở như vậy nên người có trí cũng nên như thế nói như vậy thôi rồi thì vua cũng nói bây giờ tôn giả nói rửa thôi chứ con tôi bây giờ tôi bỏ cái quan điểm tôi là hồi chế tôi ngu tôi chịu không được tôi là tôn chủ mà bây giờ họ nói tôi ngu tôi không sao được thành tôi không thể bỏ quan điểm tôi được thì ngài mới kể ví dụ thứ hai ngài Kassapa mới kể ví dụ thứ hai như thế này có một cái người đi gặm phân á, phân khô với đằng đồ nó hay còi gặm phân trâu phân bò khô để về mà đốt sưởi rồi vân vân dùng nhiều chuyện lắm. Đi giữa cơn mưa mà đáng lẽ trời mưa thôi ta tránh á, tôi đừng cổ phiền để đội trên đầu nữa, ta cách nào ta kéo đi cũng được. Đây ông này nhất định chấp phục là tối rồi nhất định là đội trên đầu thôi, nhất định là phải đội mưa nắng chứ tôi đội trên đầu được phân chứ. Chấp phục được phân chạy xuống dơ rồi ảo người như vậy cũng khốn. Chứ chấp thủ dù cho khổ với chứ chấp thủ mình được phân chạy xuống rồi cũng đấy lắm. Và là anh chị dù thai rồi, ông vua ông này, tôn giả nói rồi thôi chứ tôi nhất định phải bỏ một quan điểm thôi chứ làm răng tôi bỏ quan điểm tôi được, phải chê tôi ngu làm sao. Thì ngài kể câu chuyện thứ ba, ngài nói như thế này. Tôn chùa có 2 người đi sánh kẻ, đi làm ăn để mà tìm tiền bạc. Thì khi mới đi ra thì mới đi ra là gặp ngay là cây gai là về là kiếm bộ tiền rồi đốn gai đúng nghĩa là hết sức gánh của mình là để về mà làm của lời gai là về để mà làm cái dây gai rồi đang vải gai mà bán của tiền đó. Thì 2 người đi đều vác 2 bộ gai rất nặng đi đến một đoạn đường nữa là có thấy rất nhiều dây gai đã làm sẵn rồi thì cái người thứ hai á mới bỏ tất cả cái bộ gai đó mà để cho khỏe người mà vác tất cả thì dây gai lên cái người bởi vì như vậy là về mất công chế dây gai mà hàng còn ít hơn ở đây là cái dây gai bỏ cưng này tòng lường nhưng mà là dây gai thì ông kia ông nói nhất định uổng mất công tôi khiêng từ hồi đó tới đây mà tôi phải khiêng về nhà mới được thằng ông khiêng được bộ gai đi theo chứ không có lấy dây gai đi đến một đoạn đường nữa hai người đi đến một đoạn đường là thấy vài gai luôn thì cái người thứ hai này nói ồ bây giờ có vài gai là tốt mình lấy dây gai về là để mà dệt thành vài gai mà bạn lấy tiền chỉ có vài gai thôi thì vứt dây gai đi ông vác
ông lấy cái vải gai thôi. Ông kia cũng chấp thuận là nhất định tôi mất công quá, tôi bỏ ra cái công của tôi đổ về cái bộ gai mà vẫn đi lái đoạn đường nên chưa bỏ đi. Anh nhất định là kiểu vạc bộ gai thì không lấy được vải gai nữa. Thì đến một đoạn đường nữa thì gặp vải bông, thì bông là tổ khân gai. Thì cái người này là bỏ luôn cả vải gai luôn, bởi vì bạn có bao nhiêu tiền, vải bông mà bạn được nhiều tiền, lấy bông. Thì ông này chỉ chấp thuận nhất định cái vạc bộ gai đi tới thôi. Còn ngài này đi tới, vì này đi tới một đoạn đường là thấy vải bông, là lấy luôn vải bông, bỏ luôn bông. À, thì đi một đoạn đường nữa, quý vị biết là gặp đồng. Gặp đồng thì vì này bỏ luôn vải bông bạc ra bằng đồng được. Đồng là bỏ đồng, đến gặp thiết, bỏ đồng lấy thiết, bỏ gặp bạc, bỏ thiết lấy bạc. Đến gặp vàng, bỏ luôn bạc lấy vàng. Khi đi về rồi ông chỉ có bạc hồ cai về nhà, vợ con buồn sầu nào. Còn trong gia đình buồn bã lắm, mà còn ông này thì đem vàng về, vàng còn bằng cái triệu lần cái vải nè, vải bông nè. Thì như vậy thì nói bề hạ thấy rằng là tôn chủ thể là ai khôn. Chứ đã có vàng rồi thì nên lấy vàng về để mà hoan hỷ sung sướng, chứ mà cứ ôm một cái gai về mà sầu buồn. Ông chấp thủ cái chuyện mà chấp thủ để đứng làm gì để mà sầu buồn. Khổ sợ mà cháu làm chi mà sợ chế. Và mình đã thấy khi mình biết còn cái gì tốt hơn thì mình phải từ bỏ cái sai lầm nó đi để nóng. Thì sau đó ông tôn chủ, ông vua ông này, thưa tôn giả, thì thật là của mấy người ác, thì dù đầu tiên là tôn giả là tôi việc tôi sai rồi, là việc tôn giả đúng rồi, nhưng tôi cứ hỏi tới để tôn giả nhận tôi làm đệ tử tại gia, tôi xin giả quy pháp quy tăng. Và bây giờ tôi xin là phát tâm để mà làm cái lễ tế đàn cầu phước. Thì dạy cho tôi cái giới đàn, cái tế đàn nào mà có đem lại nhiều phước báo. Thì gọi là cái tế đàn mà sát sanh á, chúng ta lên đồ là họ diệt thủ. Nhưng mình cũng có tám sanh là đó, diệt thủ thích thủ lắm. Thì không phải lắm của phước, có phước mà ít lắm, phước rất nhỏ, dánh rất. Bởi vì việc sao nè, bởi vì ra thì làm trâu bò ra cũng nuôi được nhiều người, thế đại bao nhiêu người cũng vui vẻ, chứ không phải đói để chết, đòi phạt thôi, rồi thì cũng gọi là có phước rồi chứ không. Nhưng mà ngài là cái đàn là phước ít, giới đàn, cái tế đàn không sạch sanh thì mới phước đức lớn. Ngài nói như vậy, giới đàn không sản sanh mà phước đức lớn. Thì quý vị biết trong cái tế đàn này thì trong tâm chi vừa quý vị đến thì phải biết tế đàn không sản sanh là phước đức, là tế đàn cháy này cùng cháy là phước lớn. Tôi nói cái này là kinh nguyên tôi nghiên chứ, nếu như không có kinh thì quý vị nói tôi dù quý vị thì cùng cháy á. Chứ thực sự ra là đây là có trong kinh rồi Đức Phật dạy. Thì ngài nói là giới đàn bố thí phước đức còn lớn nhiều lần hơn là cái cung cấp tổ kệ lắm. Người nghèo xung quanh nghèo bao nhiêu, quý vị thấy đạo Phật trí tuệ không? Đáng lẽ đem tiền đi mà giúp người nghèo, dạ thì đem một lễ chuối đến cúng Phật, mà có một người đói là giúp cho người đói đi, chứ từ cúng Phật mình nói cúng Phật đều phước lớn thì không phải để một phước lớn hơn. Đạo Phật là trí tuệ là vậy, vậy là trí tuệ mà nhờ tiền suy tư trí tuệ tác ý đó, bố thí tác ý là có trí tuệ phước lớn. Đem tiền của đi bố thí cho người nghèo người khổ là phước lớn hơn. Đó là cái tế đàn bố thí lớn hơn. Nhưng mà còn tế đàn lớn hơn nữa là trì giới không thôi á. Quý vị giữ giới, ngủ giới. Không có tiền mà cho người ta là cũng hơn. Có mà ba, gọi là có ba vàng, ngàn lượng vàng đi, mà đi bố thí chưa chắc có phước bằng là mình giữ giới. Bố thí như thế mà để mà trả tán, để mà sợ chuộc tội á. Mình đi trả tán cả cuộc đời đủ thứ ra. Bây giờ bố thí để mà chuộc tội thì không có phước bằng một người không thôi. Không bố thí cho ai cả mà phước đức lớn hết. Vì cái giới nữa là thiên đình, mà lớn hơn nữa là trí tuệ. Thì vì có chánh kiến học như thế này là văn huệ, tứ huệ, tu huệ là cái giới đàn lớn nhất. Đây là tế đàn lớn thì quý vị là luôn luôn hàng ngày là đều có tế đàn và tạo phước. Nghe kinh văn huệ là phước, thì đàn lớn hơn cái thiền đình, lớn hơn cả trì giới, lớn hơn cả bố thí, lớn hơn là cung cấp. Chứ quý vị đã đi tới đây nghe kinh rồi mà nói ôi trời, chưa tôi lên tôi cũng lại Phật cái đó để cho cầu phước thì nghe kinh chứ. Lại thì hàng cầu phước đẹp rồi đó, nhưng mà nghe kinh thì tuệ lên phước hơn. Đó là trí tuệ văn huệ, rồi về tuy duy thì nghe được phước nữa, mở cái tâm ra mà giải nghiệp cho mình, giải nghiệp cho người khác phước lớn nữa. Đến tu huệ mà hành nữa thì phước hơn. Vì vậy đấy, đại khái là tế đàn là dài, nhưng trong câu chuyện này thì ngài Kassapa chỉ là giới hạn là giới đàn sanh là phước hơn. Thì sau đó ông vua mới biết, ông nói thôi thì ông không làm tế đàn nữa, bởi vì tế đàn không sạch sanh này người hưởng ứng lắm mà hằng buông tè rồi. Thế ông nói thôi tôi bổ thí, ông đem của cải ra bổ thí, nhưng mà cho mọi người dân nghèo khổ đói kém, ai cần chi định cho ông, nhưng ông cho quý vị việc cho chi, cho cháo cháo chứ không phải cho gạo thơm của rô đâu.
không phải cơm là cho cháo, và có áo sống là áo cũ, mà cũ là loài vải thì vải mà đã viền nó xung quanh rồi là cái vải tệ bang rồi nữa, hay là chứ không, rồi thì cũng có lòng đó nói, nhưng mà với cái tấm đó, sau đó trong đó có một cái người mà không được nhận thị đó, mà khi mà cái tế đàn bố thí xong á, thì người đó mà nói câu là nói ôi trời quá, kiếp này mình gặp vua nhưng kiếp sau chắc là không gặp vua nữa, nhờ tế đàn nó gặp. Ông người khơm nói cái dòng nói vì sao mà ông nói chấm chích tôi nữa, là bởi vì nói chắc kiếp này gặp một lần mà đói chứ thế là cho được cuộc kiếp sau gặp thì chết nữa. Cái gặp vua khảo mà để cho phải tốt với áo tất cả, nhưng gặp ông nữa là mạc ấy, kiếp sau xin đừng gặp ông nữa đó. Rồi ông mà nói vì sao mà nói chấm chích vậy, nói vậy thưa ngài, ngài bố thí như vậy không có phước lớn, ngài cái chảo nữa là ngài không muốn để chân vào để tay vào nữa, mà ngài đi bố thí cho người ta ăn mà có phước, mà rồi còn cái vải đó là ngài không dám đụng chân vào nữa, ngài còn mặc thì bỏ mà có phước, ngài làm cái chuyện đó có phước gì. Thì bà nói thôi rồi thì ông đem tất cả mấy cái gạo cơm thức ăn của tôi ăn á, đem ra bố thí, rồi đem cái vải mà tôi mặc á, đem ra bố thí rất nhiều người. Sau đó quý vị biết sao, sau đó là cái người này á, nghe lời ông mà đi làm thân hành, đi làm bố thí, đem tới cho từng người á, người này được sanh ở tam thập tam thiên, còn vua sinh về tử thiên vương thiên thôi, mà sanh vào trong cái cung điện trùng rộng ấy, là bởi vì do cái bố thí mà không tự tay mình làm, không có tác ý tốt á, còn vợ hết keo dít, nó còn tính toán trong đó nữa, dít chứ, quý vị thấy, bố thí cho nó thấy buồn, họ cho mình mà cái gì dít, mà cái tay cái thục vô thục ra, đó cái tuổi là mình cũng buồn, đếm đó á, để nó cái gì hoặc cho hài thì có ba đồng mới cho, chứ cho cái vèo mà rất là thoải mái là đẹp, chứ cái một cái đi lui tới cả đi vô đi ra đó rồi mà cho, mà thì chiều nữa là không có phước, không có phước lớn tác ý ấy. Mà tác ý cái vì biết cái tác ý mà tạo thành nghiệp, mà nếu như bộ thí ít dù là bát hạt dẻ mà tác ý rất lớn vẫn được giải thoát. Thì vì vậy mà cái người này cái vì biết bộ thí hà tất là tiền của mình. Vì vì bây giờ chưa biết một vị giám đốc mà đi bộ thì đi cứu trợ nhà, tất cả những nhân viên đi cứu trợ là điều hưởng phước như giám đốc vậy, mà nếu giờ vẫn đi theo mà tác ý mạnh là điều hưởng bằng, chứ còn nếu như ở nhà mà không làm là cũng phước bằng nữa. Lâu trời nó lên lòng lâu lại nhiều lòng anh lâu thì rất quý anh này nha, anh còn tác ý thôi, anh tác ý mà một cái tế đàn là tế đàn trí tuệ nữa, chứ không phải là tế đàn mà là bồ thí vật chất không. Thì quý vị biết là vì vậy cho nên chi mình phải hiểu, phải đổi cái nhìn của mình, cái quan niệm của mình về bồ thí. Bên tích lang là miệng điện phải lang là mỗi lần bố thí đánh trống. Bên mình mà nếu như ai đánh trống như vậy thì mình đã bắt đầu nghĩa mai, nói cho muốn bố thí mà muốn cho thiên hạ biết cả đánh trống lên cho lớn. Mà như vậy là để khoe khoang mình, là để cho mọi người biết mình bố thí, thì mình chê trách không phải, họ làm vậy là đúng pháp. Còn nghe cái tiếng trống đó lấy có cái điều trống riêng, cái điều tiếng bố thí, để cho mọi người khi nghe như vậy là biết có một cái đàn chân đấy, nên giúp cho mọi người người khả lòng hân hoan mà tùy hỷ, cũng có phước như cái người cho. Vì thế tùy hỷ thử cũng bố thí, vì thế thấy người ta làm bố thí mình cũng phước. Nên cuộc đời này mình tu sướng lắm, không có tiền tu cũng được, nghèo tu cũng được, chứ không phải cùng mình có phước chứ thưa. Hà tách mình vậy bố thí, mình nói cho người ta giàu người ta bố thí, kiểu sao giàu nữa. Mình nghèo mình không bố thí sợ mình nghèo khóc. Họ bố thí mà mình vui vẻ về cái chuyện họ bố thí là mình có phước với họ rồi. Thành vì vậy bà Visakha mỗi lần bà bố thí bà đem 500 người thị nữ đi theo, rồi hỏi có chi góp không, bà hỏi nữa, bà cho góp đức, góp công, góp phước đó. Rồi bà cho họ đi làm, như người là bà có tuệ rồi, bà cũng làm phước mà dạy cho người ta làm phước nữa, chứ bà không phải là cầu phước đâu, mà bà là hộ trì tăng già thôi. Thì mấy cái người thị nữ theo bà sao sanh quỷ trời cả, đó là thương những người thị nữ đó, chứ không phải là ép nó cũng nó rút tiền nó chúng tụi nó ra đâu, không phải, để cho nó góp phước đó, tập cho nó hành có phước lớn, và đó là vì cái lòng thương. Thì biết đó là cái ý nghĩa về bố thí. Thì trong cái bố thí này ấy, cái tác ý là quan trọng và cái cách cho là quan trọng. Thì cũng nguyện tại mà mình cũng có làm cái mà về dạy con đấy, giá hùng cá đó, thì cách cho hơn của đem cho rồi, tấm lòng trọng nghĩa đáng so nghìn vàng, cái giá trị cuộc đời đã thầy về rồi, giá trên đời rồi. Tuy nhiên là cái cách cho không có chi cả, mà ngồi đấy thành là các vị hòa thượng ngồi yên được, mà họ thí khiếp lắm, họ thí vô ý thí, họ thí khắp cả thế giới rải từ cả mười phương thành phước vô lượng rồi, còn mình chẳng như không rải rồi mà như thấy người ta rải mình cũng ghét đố kỵ. Nói ông chỉ là tôi nhiều rồi, thấy người ta kính trọng mình cũng ghét đố kỵ, thành công mình cũng đố kỵ,
cái kiểu đó là chẳng những không được chia phước mà còn là cái dịp để mình tồi đó, để mình đi xuống đó. Đó là cái việc bố thí và đó là cái phần mà kết thúc cái bài kinh hôm nay. Thì quý vị về, xin quý vị đọc lại, quý vị đọc lại và suy nghĩ để mà truyền bá lại cho những người khác. Thì xin nghỉ ngang đây, thứ năm tuần đến mình tạm nghỉ và thứ bảy tuần đến mình bắt đầu lại.